Kể từ khi Tổng thống Bill Clinton tới Việt Nam vào cuối năm 2000, các đời Tổng thống Mỹ kế nhiệm đều đến thăm quốc gia đối lập thời chiến, nay đã trở thành đối tác thương mại. Tổng thống Biden sẽ có tên trong danh sách vào Chủ nhật tới, với những lo ngại về Trung Quốc xuất hiện sau chuyến thăm chớp nhoáng. Lịch trình của Nhà Trắng không rõ liệu ông có mặt tại Hà Nội trong 24 giờ hay không. Tuy nhiên, điểm dừng chân của ông ở đó sẽ được theo dõi chặt chẽ trên toàn khu vực và đặc biệt là ở Bắc Kinh, phần lớn là do những căng thẳng Trung Mỹ gần đây. Sẽ rất thú vị để xem thông điệp mà Tổng thống Biden mang đến. Ông Clinton và những người kế nhiệm ông đã đưa ra một số chủ đề chung khi đến thăm, nhưng những khác biệt của từng chủ đề đã thể hiện sự tiến triển của mối quan hệ trong một phần tư thế kỷ qua. Đây là những gì họ đã nói. Tổng thống Clinton, chiến tranh đã kết thúc. Chuyến thăm của ông Clinton tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là bài hát thiên nga ngoại giao trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông được chào đón trên thảm đỏ, trở thành ngôi sao nhạc rock và trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam. Nhưng thông điệp mạnh mẽ nhất mà ông gửi tới Việt Nam thực ra đã đến từ 5 năm trước đó, vào tháng 7 năm 1995, khi ông tuyên bố Hoa Kỳ và cựu thù thời chiến của họ sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Điều này diễn ra sau khi dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và sự phản đối của Mỹ đối với viện trợ đa phương. Tại Đại học Quốc gia Việt Nam, ông Clinton thúc giục Việt Nam chấp nhận sự cởi mở về chính trị, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhưng nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của ông rằng cả hai nước cần phải vượt qua di sản chiến tranh. Ông nói, một quá khứ đau thương, khổ đau có thể được chuộc lại bằng một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Tổng thống Bush, đó là vấn đề kinh tế. Tháng 6 năm 2005, Tổng thống George W. Bush đã chủ trì chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Ông tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2006, tập trung chủ yếu vào việc ca ngợi nền kinh tế Việt Nam, mà ông nói là giống như một con hổ non. Dựa trên thông điệp của ông Clinton về quyền tự do dân sự, ông Bush đã tham dự một buổi lễ tại nhà thờ ở Hà Nội và nói rằng mọi người trên khắp thế giới nên được hưởng quyền tự do tôn giáo. Ông cũng đến thăm Viện Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh để nêu bật sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong nghiên cứu khoa học. Nhưng nền kinh tế của nước chủ nhà vẫn ở vị trí trung tâm và ông đã gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và tham quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông phát biểu tại một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, trong nhiều thập kỷ, các bạn đã bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay nhân dân Việt Nam được hòa bình và nhìn thấy được lợi ích của cải cách. Người Việt sở hữu doanh nghiệp riêng và ngày nay nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Tổng thống Obama, súng và bơ và cải cách. Tổng thống Barack Obama đã dành phần lớn thời gian trong chuyến công du tới Việt Nam vào tháng 5 năm 2016 để thuyết giảng về cải cách chính trị, hát từ bài thánh ca, gần giống với bài thánh ca của hai đời tổng thống tiền nhiệm Clinton và Bush. Phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ông nói, việc bảo vệ các quyền cơ bản, quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định mà thực sự củng cố sự ổn định và là nền tảng của sự tiến bộ. Nhưng Obama đã gửi một thông điệp mạnh mẽ hơn nhiều vào ngày đầu tiên của chuyến thăm, khi ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau chiến tranh, một bước đi được nhiều người coi là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực khu vực trước một Trung Quốc đang trỗi dậy. Ông Obama nói, sự thay đổi này sẽ đảm bảo rằng Việt Nam có quyền tiếp cận các thiết bị cần thiết để tự vệ và xóa bỏ dấu tích còn sót lại của chiến tranh lạnh. Nó cũng nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ với Việt Nam, bao gồm cả quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Việt Nam và khu vực này trong dài hạn. Tổng thống Trump, sứ mệnh Kim Possible. Tổng thống Donald Trump đã có hai chuyến thăm Việt Nam, một vào tháng 11 năm 2017, một vào tháng 2 năm 2019. Đầu tiên, thông điệp của ông Trump phần lớn là ca ngợi sự chuyển đổi kinh tế của Việt Nam. Ông gọi những thay đổi kể từ sau chiến tranh thực sự là một trong những điều kỳ diệu của thế giới. Ông cũng thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước. Thông điệp lần thứ hai được xác định bằng cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một nỗ lực cuối cùng không có kết quả nhằm thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Nhưng ở đây, ông Trump cũng đề cập đến nền kinh tế Việt Nam, đề cập đến thương mại song phương và khuyến khích nước chủ nhà mua thiết bị quân sự của Mỹ. Tổng thống Biden, còn chưa xảy ra, chỉ hóng thôi. Thông qua đồng nghiệp Medvisor, tôi biết được sự thật kỳ lạ này. Đây là lần đầu tiên ông Biden đến Việt Nam. Điều đó hơi gây tò mò vì ông đã phục vụ nhiều năm với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và đã đi đến nhiều quốc gia. Ông dường như đang đi đúng hướng để tận hưởng dư âm thành công của những người tiền nhiệm Clinton, Bush và Obama, đặc biệt là về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, dù ông có đề cập rõ ràng đến Trung Quốc và có thể nhẹ nhàng bóng mỏ nước chủ nhà về các quyền dân chủ và có lẽ sẽ nêu sự ngưỡng mộ về kinh tế Việt Nam và thúc đẩy thương mại song phương theo kiểu Trump. Matt lưu ý rằng, ông Biden đã tổ chức ăn trưa với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
hai người sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật này. Vào thời điểm bữa ăn trưa đó, ông Biden nói, thật đáng chú ý là trong suốt hai thập kỷ qua, tôi vẫn tin rằng, mối quan hệ của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Theo The Washington Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.